Đài Loan mở rộng các cuộc thao dượt quân sự tin từ Đài Bắc Đài Loan. Đài Loan vừa nới rộng cuộc diễn tập quân sự hàng năm trong tuần này để bao gồm những cuộc thao dượt nhằm chống đỡ những vụ tấn công có thể xảy ra từ đối thủ chính là Trung Quốc. Cuộc thao dượt diễn ra trong lúc nhiều người e ngại rằng quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc sẽ bị căng thẳng sau khi Đài Loan bầu tổng thống mới vào năm tới. Các binh sĩ hải lục không quân của Đài Loan đang tiến hành 63 cuộc tập trận trong tuần này. Truyền thông nhà nước cho biết là năm nay quy mô của cuộc diễn tập hàng năm có tên là Hán Quan đã được nới rộng trong lúc các giới chức quốc phòng thẩm định những mối đe dọa quân sự của Trung Quốc. Những hình ảnh trên video xuất hiện hồi tháng 7 cho thấy là Trung Quốc đã thực hiện một cuộc tập trận với mục tiêu tấn công giả tưởng là dinh tổng thống ở Đài Loan. Các nhà phân tích dự kiến cuộc diễn tập Hán Quan năm nay tập trung vào một cuộc tấn công có thể xảy ra tại cửa sông Đạm Thủy, là nơi nối liền thủ đô Đài Bắc với vùng biển nằm giữa Đài Loan và Trung Quốc. Ông Trần Trung Kiết là phó phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói rằng những cuộc thao dượt này là lúc để đánh giá những mối rủi ro. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan kể từ thập niên 1940 khi phe Quốc dân đảng chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản đánh bại. Giới lãnh đạo đảng Cộng sản ở Bắc Kinh hiện nay nói rằng sớm muộn gì thì đôi bên cũng phải thống nhất, mặc dù những cuộc thăm dò ý kiến công chúng ở Đài Loan cho thấy là đại đa số dân chúng ở đảo quốc này không muốn thống nhất với Hoa Lục. Từ năm 2008 cho đến nay thì Trung Quốc và Đài Loan đã gạt qua một bên những sự bất đồng về chính trị để thảo luận về hợp tác kinh tế, nhưng có hiệp định có được từ những cuộc thảo luận đó đã không làm cho mọi người Đài Loan tán thành mục tiêu thống nhất, một việc mà Trung Quốc mong muốn. Tháng Giêng tới đây thì cử tri Đài Loan sẽ chọn một vị tổng thống mới là bà Thái Anh Văn, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua đã làm cho Trung Quốc tức giận qua việc từ chối đàm phán với Trung Quốc dựa trên tiền đề là đôi bên thuộc về một nước duy nhất. Khi đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn nắm quyền cai trị Đài Loan từ năm 2000 đến năm 2008, Trung Quốc đã công khai đe dọa sử dụng vũ lực nếu Đài Loan theo đuổi sự độc lập về pháp lý. Số máy bay tham gia các cuộc tập trận từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu cao hơn con số của năm ngoái là 69 chiếc. Ông Trần Trung Kiết, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng trong cuộc diễn tập năm nay, quân đội Đài Loan lần đầu tiên sử dụng ba hệ thống vũ khí được thiết kế trong nước, trong đó một hệ thống máy bay không người lái, một loại xe thiết giáp đời mới và một loại tàu chiến tàng hình có trang bị phi đạn. Trong 5 năm qua, Đài Loan đã dồn nhiều nỗ lực để phát triển các hệ thống vũ khí của chính họ vì Trung Quốc không ngừng gây áp lực với Hoa Kỳ, đòi Hoa Kỳ ngưng bán vũ khí cho Đài Loan. Hoa Kỳ là nước cung ứng khí tài quân sự chính của Đài Loan.